khán giả, đây là loại ớt từng gây xôn xao vì có giá đắt đỏ nhất thế giới, có xuất xứ từ Peru. Tính ra tiền Việt Nam mỗi ký cả triệu đồng, nhưng muốn làm giàu từ loại ớt này cũng chẳng ai lắm. Lỡ leo lưng cọp nên anh Lê Sĩ Tân ở Hà Tĩnh quyết tâm trồng cho bằng được loại ớt này. Sau 5 năm, anh may mắn thu về quả ngọt. 5 năm trước, anh Lê Sĩ Tân, 40 tuổi, quê xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, tình cờ được tiếp xúc với trái ớt Aji Charabita, hay còn gọi là ớt Peru. Thấy loại cây này mang lại giá trị lớn, anh quyết định về quê nhà hợp tác với ông Trương Giang Thủy, 54 tuổi, ươm trồng thử nghiệm. Cả hai đầu tư 500 triệu đồng trồng thử nghiệm hơn 1.000 cây. Do ban đầu thiếu kinh nghiệm, toàn bộ số ớt đều bị chết, thiệt hại lớn. Không bỏ cuộc, anh Tân tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và đầu tư lứa hạt giống mới. Anh nhận ra ớt này không ưa nước nên phải làm rãnh sâu để vườn thoát nước nhanh mỗi khi trời mưa. Trang trại nằm cách xa khu dân cư để tránh bị tác động gây thoái quả giống. Hiện trang trại của anh có hơn 500 gốc ớt sinh trưởng tốt cho thu hoạch năng suất cao. Ớt có trái tròn khi chín chuyển màu vàng cam. Trái ớt nhỏ nên tốn khá nhiều thời gian để thu hoạch. Ớt Peru như một gia vị quý, cung cấp hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần ớt thường, vị cay nồng, thơm đặc trưng. Hiện nay loại ớt này được anh Tân bán cho người sành ăn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, giá 1 triệu đồng một ký. Còn với người dân nội tỉnh, anh bán 700.000 đồng một ký. Hiện anh còn mở rộng vườn ươm để bán cây giống. Thất bại là khởi đầu của thành công, một lần nữa đúng với anh Ngô Văn Minh Thanh ở thành phố Cần Thơ. Đang sinh viên năm 2 thì bỏ dở chuyện học hành, về quê nuôi cá lia thia. Nhưng có lẽ vì niềm đam mê, ăn ngủ cùng cá mà sao bao bận sất bất sang bang, anh mới cải thiện được kinh tế gia đình. Thú chơi cá bảy màu, cá lia thia không còn quá mới. Nhưng anh Ngô Văn Minh Thanh, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, biết khai thác tốt giá trị của loài cá tí hon để trở thành ông chủ trại cá lớn nhất Tây Đô. Theo anh Thanh, giai đoạn cá sinh sản rất quan trọng. Người nuôi phải phân loại và thả nuôi riêng trong lồng đẻ. Kết thúc quá trình sinh sản, cá mẹ được dời sang hồ khác nuôi dưỡng, còn cá con được ươm tại hồ nuôi riêng biệt. Từng lứa cá phải đồng đều kích cỡ để tránh bị hao hụt. Những cái điều cần lưu ý về những cái loại cá cảnh này thì quan trọng nhất là cái nguồn nước. Nếu như mà cái nguồn nước thích hợp thì con cá nó mới khỏe. Còn mà nguồn nước mà nó có vấn đề, ví dụ như là ô nhiễm hay là bị tụt pH hay là cao pH hoặc là nhiệt độ nước nó thấp quá thì cũng không được. Hiện cá kiển được anh nuôi chủ yếu tại trại là cá bảy màu với hơn 10 giống phổ thông, các loại cá muống, cá panda, cá tiến, betta, rancho. Sau hơn 4 năm kiên trì theo đuổi, giờ đây anh có 600 hồ nuôi, mỗi hồ thả từ 100 tới 1.000 cặp cá. Hệ thống thoát nước được anh sáng tạo bằng cách đi đường ống âm dưới hồ để tiết kiệm công sức và thời gian thay nước. Hiện tại cái nguồn tiêu thụ anh cũng tương đối là ổn định. Mình nói tương đối là do là nó còn lệ thuộc vào những cái thị trường ở bên nước ngoài hoặc là ở trong nước nó có cái mùa vụ, mình gọi là mùa vụ để cung ứng cái số lượng lớn. Đó, thì thị trường lớn nhất của hiện tại trong cái ngành cá cảnh đó là các thương lái ở Sài Gòn. Với quy mô hiện có, mỗi tháng trại cá của anh Thanh cung cấp trên 10.000 cặp cá bảy màu cho các tiệm cá kiển ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trừ chi phí, anh thu lợi hơn chục triệu đồng mỗi tháng.